Vào thời điểm này thì người tiêu dùng cả nước đã có thể được thưởng thức những quả vải đầu mùa hay còn gọi là vải sớm đến từ các địa phương như là Đắk Lắk, Hải Dương hay là Quảng Ninh. Thế nhưng ở thủ phủ vải Bắc Giang thì phải 2 tuần nữa các vùng trồng vải sớm mới bước vào vụ thu hoạch. Năm nay bà con trồng vải kém vui là bởi vải sớm được giá nhưng lại mất mùa. Riêng với vải sớm của tỉnh Bắc Giang thì năm nay dự kiến cũng sẽ bị giảm hơn 15% và còn khoảng là 50.000 tấn. Nhà ông Hiền có diện tích trồng vải sớm là 2 hecta. Những năm trước, vườn của ông cho thu hoạch đạt khoảng 25 đến 30 tấn. Ông cho biết gần 30 năm trồng vải, nhưng chưa năm nào các vùng trồng vải mất mùa đồng loạt, sản lượng giảm nhiều như năm nay. Vụ vải 2022-2023 của chúng tôi thì được mua là chúng tôi được từ 12 đến 15 tấn trên 1 hecta. Riêng cái vụ năm 2024 này thì do cái thời tiết nó khắc nghiệt thì chính vì thế cho nên là sản lượng của chúng tôi đánh giá là nó giảm mất 20%, thì chúng tôi mỗi 1 hecta của chúng tôi chỉ được khoảng độ 10 đến 11 tấn. Vùng vải sớm xuất khẩu của hợp tác xã Phúc Hòa, diện tích 10 hecta này đã được cấp mã số vùng trồng và trồng theo tiêu chuẩn của Global Gap. Đại diện hợp tác xã cho biết vụ vải 2023 sản lượng đạt 150 tấn, tuy nhiên tỷ lệ đậu quả năm nay chỉ đạt khoảng 70%. Năm nay mất khoảng 30% thì còn khoảng tầm 100 tấn. Vì do mất mùa nên cái sản lượng nó hao hụt nên cũng ảnh hưởng một số những cái đơn hàng, ví dụ như là của một số doanh nghiệp người ta về đặt cái số lượng lớn hơn năm 2023, nhưng chúng tôi cũng không dám nhận hơn về sản lượng. Theo lãnh đạo huyện Tân Yên, do nhiều huyện trong tỉnh bị mất mùa nên năm nay lượng doanh nghiệp dồn về mua vải ở Tân Yên tăng nhiều hơn những năm trước. Các vườn vải có mã số vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi được các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Úc, Nhật Bản, EU. Vụ này quả vải rất là đẹp. Năm ngoái sản lượng từ 200 đến 300 tấn. Năm nay dự kiến không được cao lắm, nhưng cứ xem tình hình thu hoạch thực tế rồi tính sau. Thị trường tiêu thụ rất lớn, thì số lượng ra thì ít. Lắm ra là các điểm cân là phải cạnh tranh nhau về giá, cạnh tranh nhau về mọi thứ. Hiện nay khảo sát dưới Hải Dương thì nó vẫn còn xanh, nhưng mà người ta bắt đầu mùa là cân là 60-65 nghìn một cân vải sớm. Còn dự định thì ở Tân Yên này thì mình nghĩ thì chắc tầm khoảng 40.000-45.000 trở lên. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là các vùng trồng vải sớm bước vào thu hoạch. Hiện các tổ hợp tác nhà vườn đang tập trung chăm sóc vải để giữ sản lượng và chất lượng quả, với mong muốn giá cao sẽ bù đắp lại sản lượng hao hụt. Tiếp sau vải sớm, sang tháng 6 và tháng 7 sẽ là đến kỳ thu hoạch vải chính vụ. Dự kiến là sản lượng của vải chính vụ năm nay của tỉnh Bắc Giang cũng bị giảm mạnh. Nếu như năm ngoái tổng sản lượng vải của tỉnh Bắc Giang là khoảng 200.000 tấn, thì theo ước chừng của các nhà vườn và ngành chuyên môn thì năm nay phải giảm ít nhất là một nửa do thời tiết mưa nhiều làm hoa rụng, quả non cũng rụng rất nhiều. Vậy thì với sản lượng giảm mạnh thì tỉnh Bắc Giang cũng sẽ cần phải có những điều chỉnh để làm sao cân đối với lượng hàng xuất khẩu. Vào thời điểm này, khi lượng đậu quả đã dần ổn định, ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đang đi khảo sát và thu thập dữ liệu thực tế tại 130 mã số vùng trồng đã được Trung Quốc chấp thuận. Nếu vùng trồng nào không đạt sản lượng, sẽ điều tiết tăng thêm sản lượng từ các mã vùng trồng có tỷ lệ đậu quả cao hơn với phương châm ưu tiên xuất khẩu để gia tăng giá trị. Hiệu chỉnh lại các vùng xuất khẩu căn cứ vào cái yêu cầu của các cái hợp tác xã, các doanh nghiệp, thế rồi là các địa phương. Đề xuất thì chúng tôi phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật, đề xuất với này phía các nước mà xuất khẩu quả vải để làm sao là bổ sung các cái mã vùng vào ở những cái vùng có quả để làm sao đáp ứng được cái xuất khẩu. Bắc Giang tiếp tục duy trì hoạt động một cơ sở sông hơi khử trùng đóng gói tại chỗ và liên kết với 3 cơ sở sông hơi khử trùng ngoài tỉnh đảm bảo phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Về cơ sở đóng gói đảm bảo tiêu chuẩn, tỉnh sẽ tập trung quản lý chặt chẽ 39 cơ sở đóng gói, nhất là tại Lục Ngạn, nơi có nhiều cơ sở đóng gói nhất với 34 cơ sở. Huyện này cũng đã chuẩn bị các dịch vụ hậu cần, đảm bảo các điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Chuẩn bị các vật tư để phục vụ cho tiêu thụ vải thiều như là thùng xốp, đá cây và về điện để cung cấp cho sản xuất tiêu thụ vải thiều. Và với phương châm xuyên suốt của huyện Lục Ngạn đó là sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thương nhân, thương lái về thu mua và tiêu thụ vải thiều của năm 2024. Bên cạnh các hội chợ xúc tiến tiêu thụ vải thiều, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp với ngành văn hóa,
tổ chức tour du lịch Bắc Giang mùa vải chín với hai thời điểm: vụ vải chín sớm ở huyện Tân Yên và mùa vải chính vụ tại huyện Lục Ngạn. Đổi mới cái việc là xúc tiến phát triển du lịch gắn với lại tiêu thụ vải thiều và các cái mặt hàng nông sản. Việc tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch phải gắn với lại xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các mặt hàng nông sản. Cái tổ chức các cái tour tuyến du lịch thì phải gắn với xây dựng các cái điểm cân, các cái điểm thu mua tiêu thụ vải thiều và các cái mặt hàng nông sản khác của tỉnh. Dự kiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến với tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Trung Quốc để tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ vải trước khi bước vào chính vụ. Một vùng trồng vải thiều khác ở miền Bắc là tỉnh Hải Dương. Tỉnh này thì cũng đã duy trì hơn 8.800 ha để trồng vải thiều. Và cũng do là thời tiết năm nay không thuận lợi cho nên là dự kiến sản lượng vải năm nay chỉ đạt khoảng là từ 40.000 cho tới 45.000 tấn. Tại vùng trồng trọng điểm của tỉnh đó là huyện Thanh Hà thì khả năng kim ngạch xuất khẩu vải thiều toàn huyện dự kiến cũng sẽ chỉ bằng là từ 70 cho tới 80% của năm ngoái. Bởi vậy mà ngay từ đầu vụ thì địa phương này cũng đã chủ động các phương án kết nối trong tiêu thụ. Sở Công Thương tỉnh Hải Dương và Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà vừa ký kết hợp tác tiêu thụ vải giữa các hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp. Phương châm của Hải Dương trong chiến lược tiêu thụ vải năm nay là đa dạng hóa thị trường xuất khẩu song song với giữ vững thị trường trong nước. Huyện Thanh Hà cũng đã xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại tại nhiều tỉnh thành phố, tập trung phối hợp với trung tâm siêu thị lớn tại các thành phố nhiều dân cư, khu công nghiệp, tổ chức tuần lễ vải thiều Thanh Hà tại Hà Nội hay lập đoàn xúc tiến thương mại sản phẩm vải thiều tại một số địa phương, cửa khẩu. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh vải thiều Thanh Hà tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu về thị trường, các quy định về xuất nhập khẩu của thị trường nước ngoài, từ đó có các giải pháp chủ động trong sản xuất, hoạch định chính sách phát triển tại thị trường đã có và đồng thời tìm kiếm mở rộng thị trường mới. Vụ vải thiều năm nay, Hải Dương có 120 hectare của 12 vùng trồng vải đủ điều kiện để xuất khẩu vào thị trường cao cấp, tăng 10 hectare so với vụ vải năm ngoái. Sản lượng vải ở 12 vùng này ước đạt gần 1.500 tấn. Đây đều là những vùng trồng vải sớm theo tiêu chuẩn Global Gap, trong đó khoảng 10% xuất khẩu đi các thị trường như là Nhật Bản, Anh, Mỹ hay là Australia. Ở các khu vực nông nghiệp nông thôn thì luôn đòi hỏi là có nguồn vốn dồi dào để đầu tư cho việc sản xuất kinh doanh. Thị trường tín dụng ở nông thôn thì cũng đang phát triển và nhận được về nhiều sự ưu tiên. Tuy nhiên, bên cạnh những nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã trở thành đòn bẩy kinh tế với các hộ nông dân thì vẫn còn rất nhiều rào cản khiến cho người nông dân cũng như là hợp tác xã vẫn chưa được tiếp cận với các gói tín dụng. Câu chuyện cụ thể tại tỉnh Hải Dương. Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại và Sản xuất Nông sản An toàn Đại Hoàng có 11 thành viên với tổng số vốn ban đầu gần 1 tỷ đồng. Đầu tư gần 900 triệu đồng để thuê mặt bằng, xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới tiêu. Đến nay, hợp tác xã đã có các sản phẩm như rau củ quả, gia súc gia cầm bán ra thị trường. Tạo được liên kết với các hộ thành viên sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, muốn mở rộng sản xuất. Nhưng, theo đại diện hợp tác xã, điều cản trở chính là vấn đề vốn. Đầu tư vào hệ thống hữu cơ thì chi phí nó bỏ ra vào rơi vào 300.000 trên một sào. Và cái chi phí đầu tư thì nó rất lớn. Và cái mang lại thì để mà thu hồi nhanh những cái vốn đầu tư ấy thì nó sẽ phải mất thời gian dài. Đầu tư trên đất nông nghiệp thì cái khó khăn là cái tiếp cận cái nguồn vốn. Theo đại diện một số hợp tác xã, những tháng đầu năm nay, tình hình vay vốn vẫn còn nhiều khó khăn. Cụ thể, dù ngân hàng có nhiều vốn cho vay nhưng không thể tiếp cận nguồn vốn do không đảm bảo yêu cầu về thế chấp tài sản hoặc không đủ điều kiện vay. Trong đó, việc đánh giá tài sản đất nông nghiệp rất thấp, tài sản đất thuê hàng năm cũng không thế chấp được. Gia đình người ta thế chấp với ngân hàng thì vay được vốn là người ta làm. Chứ còn nếu hợp tác xã mà có cần vốn để kinh doanh, cần vốn để làm việc này việc kia thì tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng là rất khó. Nếu chúng tôi cần vốn nói thật với chị này, chúng tôi phải chấp nhận là trong hội đồng quản trị chia nhau ra. Mỗi ông mang sổ nhà ông đi, ông thế chấp để ông vay mấy trăm triệu dồn vào đấy để làm. Thế có phải tự nhiên là chúng tôi làm sai luật?
Nhiều ngân hàng là họ đề nghị là tỉnh có những cái cơ chế chính sách đặc thù và có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để mà đứng ra để cam kết, gần như là họ cần nhà nước đứng ra bảo lãnh cho người nông dân trong cái việc là họ cho vay để họ có thể thu hồi được. Đấy thì cái này cũng lại là đặt một cái áp lực đối với cả những cái cơ quan hỗ trợ, bởi vì là nghị định của chính phủ rồi nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chỉ có 10% hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Cùng với đó, số liệu khảo sát trên 300 hợp tác xã thì có đến 80% hợp tác xã phải vay ở thị trường phi chính sách và hệ thống tín dụng đen với lãi suất cao, thời gian ngắn, chủ yếu phục vụ cho đáo nợ, chờ vốn tín dụng.